Xin chào các bác nha. Hôm nay bên shop giới thiệu với bác này về cái dòng dưa lưới. Đây là dưa lưới Hami này. Vỏ vàng, ruột vàng, quả dài nhá. Đây ạ. Đây là hàng nguyên bao bì này các bác nha. Hàng nguyên bao bì như thế này. Đây. Một gói như thế này sẽ được 20 hàng các bác nha. Đây là hàng nguyên bao bì của người ta, cho nên là bên em sẽ không có bóc tách ra đâu. Cái này thì các bác cứ lấy hàng nguyên bao bì thế này mà dùng cho nó. Thứ nhất là tiện này, chúng ta trồng đến đâu hết đến đấy nhá, sẽ không bị cắt dở ra. Và một gói người ta không đóng được nhiều đâu, chỉ được 20 hạt như thế này thôi. Đó. Đây là hàng nguyên bao bì của bên em thì là em sẽ nhập khẩu từ nguyên đa nguyên kiện từ bên kia về. Ai đã nghe đến dòng dưa lưới Hami rồi thì biết ạ.